Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ của ta, tin tức ngày 22 tháng 6 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Thì lâu quá tôi đã không review một cái xe rất là phổ biến cho anh em. Thì hôm nay tôi đã có một thông tin về một chiếc xe rất là đẹp và đang ở trên màn hình. Anh em thấy hay thì hãy đừng quên cho tôi một like và một chia sẻ, một comment về cái video của tôi. Không để các anh em phải đợi lâu, chúng ta vào nội dung chính. Đó là chi tiết chiếc mô tô Honda CB150 Vezza năm 2021 mới ra. Thì CB150 Vezza năm 2021 được xem là mẫu Naked Bike giá rẻ với thiết kế đột phá từ Honda. Vừa nam tính, hầm hố nhưng kích thước vẫn đủ gọn gàng khiến các bạn trẻ của Việt Nam của chúng ta và các đối tượng trung niên khá là thích thú về mẫu dáng xe này. Với bản ra mắt lần này thì Honda đã ưu ái, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và châu chuốt hơn về ngoại hình bên ngoài. Vậy giá bán thì mẫu xe CB150 Vezza đang được bán tại thị trường Việt Nam thông qua các cửa hàng nhập khẩu tư nhân với hai phiên bản, đó là Catwell, đó là bánh mâm, và Sportwell, đó là bánh căm. Vậy giá bán chiếc CB150 Vezza là bao nhiêu? Đó là từ 40 triệu đồng Việt Nam đồng. Vậy mẫu xe CB150 Vezza năm 2021 có tới 3 tùy chọn về màu sắc đậm chất thể thao, bao gồm đó là Macho Silver hay còn gọi là xám bạc, hay là Block Brand là đỏ, và Market Land Black đó là đen. Và ngoại thất thì chiếc Honda CB150 Vezza năm 2020 sở hữu lối thiết kế hiện đại pha lẫn nét cổ điển thừa hưởng ADN thiết kế từ đàn anh Honda CB1000R Neo Sport Cafe. Bộ khung của Honda CB150 Vezza năm 2021 thuộc loại thép kim cương, được treo bởi bộ phục lồng trước và giảm sốc đôi phía sau. Xe sở hữu kích thước tổng thể là 2056 nhân cho 742 và nhân cho 1054 mm, cùng với khoảng sáng gầm là 156 mm, với khối lượng là 129 kg, một khối lượng rất là cũng vừa ý với mẫu xe này, và gầm xe cũng cao, tôi nghĩ là vậy. Vậy Honda CB150 Vezza năm 2021 vẫn sử dụng thiết kế cổ điển truyền thống, với thiết kế phần đầu xe được bao bọc bởi các mảng ốp nhựa, cụm đèn pha tròn ở phía trước và đèn xi nhan hai bên, tất cả đều sử dụng đèn halogen, một mẫu thiết kế rất là cổ điển classic. Cụm công tắc với thiết kế nút to rõ ràng tạo sự thuận tiện tối đa cho người lái khi cần bật đèn cốt pha, kèn và xi nhan. Đồng thời, để tăng tính thể thao cho xe thì cụm đồng hồ điện tử được đặt ngay giữa đầu xe khá là cao, thay thế cho kính chắn gió. Tuy thiết kế bản đồng hồ full LED kích thước khá nhỏ hiển thị các thông tin cần thiết về di chuyển, tuy nhiên vẫn không có báo cấp số. Đó là một điểm trừ nghe anh em. Ấn tượng nhất ở phần thân xe là thiết kế ốp hai bên bình xăng góc cạnh tạo hình khối cơ bắp khỏe mạnh cho tổng thể xe. Nắp bình xăng được thiết kế rời hẳn khi mở khóa, dung tích bình xăng là 12,2 lít. Quá là nhiều cho anh em muốn đi chơi 12,2 lít, tôi nghĩ rất là nhiều. Và bộ mâm xe 6 chấu thể thao kích thước 17 inch đi với vỏ Tuplex 80/100 gạch ngang 17 46B và 100/90 gạch ngang 17 xịt 55B, ghi đông được nâng cao giúp người lái điều khiển xe dễ dàng hơn trong việc luồn lách hay là chống mỏi mệt trong những hành trình dài. Bên cạnh đó thì sự thực dụng của mẫu xe Honda này còn được thể hiện khá rõ ở bộ yên sau dạng liền, tương tự như các dòng xe số phổ thông, thay vì yên tách rời như các dòng xe côn cao cấp hơn để tăng vẻ cá tính. Chiều cao yên là 773 mm, phù hợp với đa số người dùng Việt Nam. Với chiều cao yên như thế này thì người cao khoảng 1m65 là đi rất là thoải mái nghe anh em. Và Honda CB150 Vezza năm 2021 có thiết kế phần đuôi vuốt nhọn về phía sau khiến chúng ta liên tưởng đến mẫu xe Naked Bike CB400SP trước đây. Tay dắt được sơn đen và có thiết kế khá là thanh thoát, giúp bạn có thể dễ dàng dắt xe trong những bãi giữ xe chật hẹp của thành phố Việt Nam của chúng ta. Vào đèn hậu và đèn xi nhan phía sau cũng tương tự cụm đèn pha trước. Oppo đen nhám có ghi chữ Vezza. Nhìn chung capo có thiết kế tròn và bự so với phiên bản trước đó. Về vận hành thì Honda CB150 Vezza năm 2021 xứng đáng là chiến mã đường phố tuyệt vời. Khi đi trang bị khối động cơ là 4 thì
SOHC một xi lanh làm mát bằng không khí và phun nhiên liệu trực tiếp bằng PCM FE. Và khối động cơ với đường kính piston nhân cho hành trình đạt 57,3 nhân cho 57,8 mm, tỷ số nén là 9,5.1, giúp sản sinh công suất tối đa là 13,04 mã lực tại 8.500 vòng trên 1 phút và mô men xoắn cực đại là 12,73 N tại 6.000 vòng trên 1 phút. Xe sử dụng hộp số 5 cấp và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Mục tiêu hao nhiên liệu thực tế của CB150 Vesa lên đến hơn 45 km trên 1 lít. Rất là lợi anh em, 45 km trên 1 lít đó là thông số tuyệt vời của Việt Nam của chúng ta đó. Tiện nghi trang bị thì hệ thống của Honda CB150 Vesa năm 2021 xuất phát từ phục ống lồng phía trước và bộ phục đôi phía sau. Bộ phanh của xe được trang bị phanh đĩa trước và phanh tang chống phía sau và không trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Với riêng cá nhân của tôi thì bộ phục đôi phía sau rất là cứng xe. Hiện giờ xe phổ thông của Việt Nam chúng ta luôn luôn có phục đơn, nhưng với cá nhân của người như tôi thì tôi luôn luôn thích đi một cặp phục đôi, rất cứng xe và rất liền xe. Và xe cũng không trang bị hệ thống phanh ABS. Thì với cá nhân của tôi nữa thì tôi xin đưa ra ý kiến đó là tôi không thích đi ABS. Tại vì sao? Chiếc xe có ABS đồng ý là sẽ có sự an toàn trong cung đường của chúng ta đi, nhưng nó sẽ không mang lại sự hào hứng trong chiếc xe đó. Ví dụ chúng ta đi xe nhanh trên cung đường, chúng ta phanh mà không đúng cảm giác của chúng ta không có gọi là thích trong cái cảm giác đi xe trên cung đường đó. Và ngoài ra thì CB150 Vesa Scrambler còn được độ thêm cả cặp lốp dạng gai cục với bộ mâm câm cùng đĩa trước và sau kiểu nghệ thuật hơn. Và lời kết thì trong phân khúc 150cc thì Honda CB150 Vesa năm 2021 được đánh giá là mẫu xe có giá bán thấp nhất phân khúc. Đây là dòng xe phù hợp đối với những ai yêu thích dòng xe cổ điển hoặc là miếng phôi hoàn hảo cho những chiếc biker yêu thích đổi xe, chế xe theo phong cách riêng của mình. Anh em hiểu ý tôi không? Có nghĩa là chiếc xe này có thể đổ ra chiếc xe cà phê racer này, những chiếc xe cổ điển đang đi trên cung đường và được chở một người vợ sau lưng. Đó là cái hoàn cảnh của tôi đang nghĩ ra hiện giờ hiện nay đó. Và tuy nhiên thì người dùng Việt Nam chỉ có thể mua mẫu xe này ở các cửa hàng nhập khẩu tư nhân đó. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới. Tạm biệt anh em.